Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món nấm mình nhồi nhân rồi ghim với nước mắm nha các bạn. Món này làm xong á, bên ngoài á thì dai thấm vị, bên trong á thì béo bùi, và mình ăn cùng với cơm trắng rất là ngon cơm, lại không bị ngán. Hoặc mình cũng có thể ăn cùng với bánh mì á. Đây là tất cả nguyên liệu mình có: nấm đùi gà và đậu hũ trắng, một nhát bún tàu với nấm mèo. Gia vị thì mình dùng là 3 thìa canh nước mắm chay, 1 thìa canh đường với 40g bột mì, và 1 thìa canh tương ớt, 1 ít hạt nêm chay và 1 ít tiêu xay. Bún tàu thì mình sẽ đem ngâm dưới nước cho mềm. Còn nấm đùi gà thì mình cắt chỗ nào đen không ngon, cũng để một ít muối vô, mình ngâm khoảng 10 phút cho nấm sạch. Thì đây là phần nấm mình cũng đã rửa sạch rồi. Giờ mình sẽ khoét ở giữa như vậy để lấy cái ruột nấm ra. Lát mình sẽ nhồi cái nhân vô như các bạn. Thường thì mình sử dụng cái nấm đùi gà cho to để khi mình làm rất là dễ. Giờ thì mình cũng khoét xong hết rồi. Còn nấm mèo này thì mình đã rửa sạch và ngâm nở, giờ mình sắc mỏng rồi bầm lại hạt lựu nhỏ. Đến nấm đùi gà mình cũng bầm nhỏ. Thì đây là cái ruột của nấm đùi gà nãy mình lấy ra. Đậu hũ thì mình sẽ bóp nhuyễn cái phần đậu hũ này cho thật là nhuyễn, rồi dắt cho khô ráo cái phần nước nha các bạn. Mình làm cái nhân cho khô ráo để lát mình nhồi á sẽ được kết dính, không có sợ bị nhão. Mình để vô đây là nấm mèo và bún tàu cũng như là nấm hồi nãy mình bầm ra, để chung vô hết để trộn làm cái phần nhân. Rồi nêm gia vị như là hạt nêm với tiêu xay. Thì cái phần nhân các bạn thích các loại nấm nào mình có thể thêm và thay thế. Thêm vô đây một ít bột mì cho cái nhân được kết dính. Các bạn cũng có thể thay thế bằng bột năng hoặc là bột bắp đều được. Để vô một ít dầu ăn rồi mình sẽ trộn cho tất cả đều. Nhưng mình sử dụng cái đậu hũ trắng để cho được béo bùi như các bạn. Trong cái đậu hũ trắng thì cũng có cái độ kết dính nhẹ rồi, nên mình sử dụng một lượng bột mì ít thôi á. Nhưng thì mình trộn đều rồi, giờ mình sẽ nhồi vô trong cái cây nấm đùi gà một lượng nhân vừa thôi, đừng quá nhiều nha các bạn, trừ hao lát khi mình hấp á thì cái phần nhân nó còn bong ra. Mình bắt cái sửng lên rồi để nấm đùi gà vô, mình sẽ hấp hấp thời gian là 5 phút, hấp cho nấm với phần nhân á cho vừa chín tới, tại lát mình còn ghim lại với nước mắm. Nấm thì mình hấp cũng được 5 phút rồi, giờ mình sẽ đem ra ngoài. Mình để nước mắm vô trong cái chảo để mình đi làm cái phần sốt, và để hết cái phần đường vô. Thêm vô cái tương ớt thì các bạn cũng có thể thay thế bằng tương cà và một ít nước lọc. Rồi khuấy đều cho phần gia vị tan đều, nấu cho cái sốt này sôi lên và kẹo lại. Thì khi phần sốt sôi lên mình để cái nấm vô để mình ghim. Phần sốt nước mắm này thì mình nêm nó hơi ngọt ngọt, có cái vị mặn nhẹ như các bạn. Khi để nấm vô thì mình cứ thường xuyên mình trở bề qua lại như vậy để cho gia vị thấm đều vào trong cái nấm đùi gà này. Rồi mình sẽ ghim cho cái phần nước kẹo lại, gia vị thì thấm vào trong cái cây nấm đùi gà. Và giờ cái phần nấm thì mình ghim như gì được rồi nha các bạn, gia vị cũng thấm đều vào trong cây nấm đùi gà rồi. Thì mình sẽ đem ra ngoài rồi mình cắt ra cho các bạn xem nha.
Bên ngoài á thì dai của nấm, thế nhưng bên trong á thì dẻ chặt á và béo mùi. Và món nấm mình ghim với nước mắm á thì cũng vừa làm xong rồi. Món này ăn cơm rất là ngon. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.